dự án đã bị dập rồi. Cảm ơn anh. Nó lúc nào vậy? Bây giờ. Em nôn nóng muốn vạch rõ ranh giới với anh vậy sao? Đúng. Vậy dự án này cũng chọc giận em à? Đúng. Lúc ở châu Phi anh phải bao đêm mất ngủ, chỉ hy vọng em cũng giống như anh, công nhận dự án này. Anh về có 2 ngày, chỉ hy vọng có thể thúc đẩy dự án này thành công. Đó là do anh tự nguyện thôi, tại anh lo chuyện bao đồng. Anh lo chuyện bao đồng. Đây là số điện thoại của người khởi xướng dự án. Em có thể gọi anh ta. Tùy em vậy. Siêu thiệt nhanh quá luôn. Dạ sao chị? Không có gì. Tôi phát hiện con người sau tuổi trung niên hả, chuyện gì cũng bắt đầu nghĩ tiêu cực. Có phải tôi cũng nên rèn luyện cơ bắp một chút, tập luyện gì đó không? Qua đây. Chà, bà lão nhân gia, có chuyện gì vậy? Bà chúng tôi tới để từ chức. Mọi người bằng bạc rồi, không làm cho con nữa. Ba người chúng tôi cũng có một lý tưởng, chung tay lập nghiệp. À, không chơi với con nữa. Công nhận siêu thiệt. Để con giải thích ý nghĩa chuyện này nha. Gọi là nhảy việc tập thể, đuổi việc ông chủ, hủy bỏ hợp đồng đơn phương hàng loạt. Tuy làm kinh doanh nhưng cũng có quy tắc. Ba người già rồi đều nhận nhiều bài học, giống như con thuyền lớn. Lên thuyền thì rất dễ, xuống thuyền rất khó. Ý nó là làm sao? Bà đừng giận. Ba đừng có nói con là con ba rồi ba đánh con nha. Như vậy không có được đâu. Bây giờ là xã hội pháp chế, mọi người làm vậy là phạm luật. Sao ba người có thể đơn phương hủy hợp đồng được chứ? Con biết ba người cảm thấy mình phí sức còn chịu bực mình. Thật ra khách khứa tới đây đều phản hồi rất tốt về ba lão nhân gia. Cảm thấy ba người hết sức chân thành. Cảm thấy ba người rất đáng tin. Người ta mua thấy an toàn. Đó. Nếu như mà ba vị đây thấy không thoải mái, không tiếp tục làm nữa, như vậy đi. Đừng có đổi công việc gấp. Con sẽ để dành cho ba người một chỗ ở sau bếp. Ba người tới đó chơi. Còn Thiên Nha còn sẽ ứng trước. Nhưng chúng ta phải nói trước nha, làm ăn ra làm ăn. Nếu như mấy tháng sau thu không bằng chi, lúc đó hãy quay lại và yên thân yên phận làm đúng như nguyên tắc, không được tự ý. Con nói vậy là ý gì? Tối nay con chưa làm, con đã tạt nước lạnh rồi. Bộ đó là nước lạnh sao? Nước ấm. Nước cực kỳ ấm. Không đâu, thật ra tôi thấy nó nói cũng có lý. Chúng ta không phải chi tiền, chúng ta cứ làm trước cũng tốt mà. Anh có thể có chút chí khí được không hả? Tụi nó không tin tưởng chúng ta, chúng ta càng phải phấn đấu. Đúng, may mà anh nhắc nhở tôi. Vậy được, vậy thì chuyện này bây giờ con đừng nói chuyện này với chúng tôi liền ha. Chúng tôi mà làm thật sự không biết ai hơn ai đâu, không chừng lọt top 500 trước con nữa. Con chính là chờ ngày này. Vậy ba lão anh hùng, chúng ta cùng nhau cài nha. Hả? Nó nói cái gì vậy? Ý là đi làm việc đó mà. Làm việc thì không làm đâu, chúng ta đi thôi. Được thôi. Cố lên tiếng Anh là gì ta? Tôi đang học tiếng Anh chứ bộ. Anh có cần phải tính rạch ròi với ba chúng ta như vậy không? Không tính thì sẽ khó hầu lắm. Phải dọa họ đã. Mẹ ăn đi. Ngon thiệt. Của mẹ đâu? Để em Mẹ đang chơi gì vậy? Nhóm bạn bè.
Nhóm bạn bè của dì Hy đâu chứ? Mẹ nhìn con với ba được không? Thiệt tình, khó khăn lắm mới tụ họp, còn chơi điện thoại. Con không có tivi nữa, tắt đi. Mẹ, con định làm gì? Bỏ xuống, chúng ta nói chuyện chút đi. Được, được. Con có chuyện này, cần tuyên bố với ba mẹ. Con đừng hù mẹ đó nha. Chuyện gì mẹ còn chưa biết à? Ba, có chuyện gì? Ba coi. Giấy đăng ký thi âm nhạc chuyên nghiệp, chuyên ngành âm nhạc biểu diễn. Hey, cuối cùng con cũng thấy suốt 18 năm qua con đã đi vào chính đạo. Đừng có cười mà. Trước đây con đi đường vòng đúng không? Không phải, không phải đường vòng mà là lệch hướng. Cũng không phải lệch hướng. Trước đây con luôn cảm thấy con nhất định phải làm việc mình thích, nếu không thì con sẽ uổng phí cả đời này. Nhưng con lại muốn kiếm tiền. Con chỉ hy vọng mình có thể kiếm được thiệt nhiều tiền để ba con đỡ cực khổ hơn, mẹ cũng đỡ cực hơn. Sau đó con nghĩ lại, lúc đó con nghĩ thật trẻ con, nếu như con cứ hát ở quán bar thì sao có thể kiếm được nhiều tiền. Con nói sau này nổi tiếng sẽ tốt với ba, nếu cứ hát ở đó thì làm sao nổi tiếng được. Nên mới nói mẹ của con số 1. Cảm ơn mẹ. Con nói cảm ơn mẹ thì mẹ liền cà lâm. Tiêu Xuân Nê, con giỏi lắm. Hôm nay nghe con nói ba chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc một lần, mẹ liền nghĩ trước tới giờ ba chúng ta chưa từng làm vậy. Ba người ngồi lại với nhau yên lặng nói chuyện một lần. Tiêu Xuân Nê, con có biết sau khi con tới tuổi dậy thì mỗi lần con xuất hiện mẹ sẽ nghĩ điều gì không? Mẹ thấy mỗi lần con xuất hiện đều nhắc nhở mẹ cuộc đời rất khó khăn. Tuổi dậy thì ngoài chuyện con không nổi mụn thì còn lại cái gì cũng có. Đầu óc con phát triển là để đối phó với mẹ thôi. Mẹ đành chịu thôi, lúc đó con không hiểu chuyện mà. Nhưng mà cuối cùng khi con quay về bên mẹ, mẹ mới có thể trưởng thành, đúng không? Để mẹ sắp xếp lại. Mẹ thật sự là mẹ có chuyện muốn nói với ba con. Nếu không phải hôm nay Tiêu Xuân Nê đề nghị, em không biết phải làm sao để mở lời. Xuân Nê giờ cũng lớn rồi, em nghĩ nó có thể thật sự đối mặt với tình cảm giữa ba mẹ rồi. Con có biết không, lúc lấy ba con mẹ mới 20 tuổi, bằng tuổi con đó. Cũng không khác gì con bây giờ. Mẹ lúc đó vừa trẻ vừa xinh đẹp, rất nhiều người theo đuổi, cho nên mẹ tự thấy mình xuất sắc hơn người nên cứ luôn trì hoãn kéo dài. Sau đó thì mẹ cảm thấy ba con, dù bất cứ chuyện gì, ba con cũng đặt mẹ lên hàng đầu. Ba con luôn nâng niu mẹ trong lòng bàn tay. Tất cả những yêu cầu mẹ đưa ra, ba con cũng đều sẽ đồng ý vô điều kiện. Sau đó ba con chạy mất, tới đoàn phim, ở nhà rất nhiều việc, một mình mẹ. Thật sự là mẹ, mẹ thấy mẹ không thể ứng phó nổi nên nhờ ông bà ngoại con giúp đỡ. Sau đó thì đã thành như bây giờ nè. Lúc đó có nhiều lần mẹ rất muốn nói chuyện đàng hoàng với ba con. Ba con rất trầm tính. Cho nên lúc đó thật sự giống như có một cái mương ở giữa, có rất nhiều bùn lầy. Mẹ cảm thấy giống như là hai người đang chơi một trò chơi, và có một người cứ luôn luôn nhường nhịn người kia, cứ vậy nhường mãi, nên người kia cảm thấy hết hứng thú và không muốn tiếp tục chơi được nữa. Trong chuyện tình cảm mà, cần phải ở trong trạng thái bình đẳng. Trước đây em hiểu biết quá nông cạn về chuyện tình cảm, và cả trong việc nuôi dạy con cái. Em cảm thấy lần này anh quay về, em cũng suy nghĩ rất nhiều. Cho dù anh ở lại đoàn phim hay là quay về bên cạnh em, tất cả mọi lựa chọn của anh, mọi quyết định của anh em đều ủng hộ. Nếu mình muốn cư xử tốt với một người, mình phải nghĩ là khi mình yêu họ thì mình nên tôn trọng tất cả lựa chọn của họ. Mình không thể chỉ yêu cầu họ thôi. Sau khi mình cho tất cả thì mình mới có được thứ mà mình nên có, đúng không? Cảm động quá đi. Quá cảm động. Chị ba cũng nói vài câu ha. Ê, ba con là một người cực kỳ trầm tính, mẹ con cũng biết mà. Con cũng biết nữa. Không thích diễn đạt. Mấy năm nay anh cảm thấy mình rất ích kỷ. Cuộc sống của mẹ con em anh đã tham dự quá ít. Có rất nhiều chuyện không cùng nhau đối mặt. Mỗi ngày anh ở đoàn phim cùng với các đồng nghiệp, tối ngày cứ đánh đánh giết giết.
Có thể rất nhiều chuyện không thể nói với hai mẹ con. Lần nào cũng phải mượn rượu, nói chuyện với anh em ở trong đoàn phim. Anh rất thích nghề nghiệp của mình. Anh cũng thương đám anh em của mình nữa. Ban đầu ba còn định làm diễn viên nữa kìa. Kết quả mọi người đều tạt một gáo nước lạnh hết. May mà lúc đó ba con tập võ, họ nghĩ làm trong ngành võ thuật hợp với ba hơn đó con. Sau đó ba lại bò từng bước cho tới ngày hôm nay. Thật sự rất vất vả. Ơi, những lần trước trải qua bao sóng gió, đối mặt với sinh tử, lúc đó ba thật sự rất sợ, cực kỳ sợ. Ba sợ sẽ không còn gặp lại hai mẹ con. Giây phút anh vừa bước xuống xe, nhìn thấy mẹ con của em, thật sự không cần phải nói gì hết, anh đều cảm nhận được hết. Cho nên anh quyết định từ bỏ sự nghiệp mà mình thích, bắt đầu sự nghiệp mới của mình. Vậy có thể ở bên cạnh hai mẹ con, cùng với hai mẹ con đối mặt với mọi thứ, tham gia vào cuộc sống của mọi người. Anh muốn cả nhà bên nhau. Ôm chân của ba rồi hả? Ừ. Ôi trời ơi, trời ơi. Sếp Âu Dương à, tất cả đều tự anh làm hả? Nguyên bàn thức ăn này, em đã nhìn ra điều gì đó rồi ha? Tình yêu, chỉ có tình yêu. Người ta nói người thích nấu ăn và người biết nấu ăn IQ đều rất là cao, nên anh đã nghiên cứu học mỹ thuật hóa học và tâm lý học, vật lý nhiệt học cùng với lại núi lửa phun trào học, và làm ra một mâm cơm tối tình yêu này. Bao nhiêu năm nay em chưa bao giờ nhìn thấy anh nấu ăn, tới chuyện nấu mì gói cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lần đầu tiên thôi mà nấu được. Em đừng có nếm liền, xin hãy chú ý nha. Món ăn của anh có đủ sắc, hương vị. Sau khi ăn xong, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái hơn nữa, còn không bị mập nữa. Em thấy anh duy trì sức khỏe của em là được rồi, giữ dáng mảnh mai giúp em thì hơi khó đó. Cũng được lắm đó. Cho anh trái tim nè. Nếu lòng vẫn còn ước mơ luôn có. Em có biết không, nếu như Âu Dương Bắc Giang nhìn thấy cảnh này thì nó sẽ cảm thấy ba nó là người cha vĩ đại nhất thế giới. Nếu Chân Khai Phóng và Tiêu Tinh nhìn thấy cảnh này thì họ sẽ cảm thấy tất cả đều là mơ. Ông xã, em cảm thấy có một chuyện không thể giấu anh được nữa. Mau vô đi con. Mẹ ơi, con cho mẹ nè. Ê chà, ở đâu còn có cái này vậy hả? Hôm nay Lạc Lạc thể hiện tốt trong tiết lao động, cho nên cô giáo thưởng cho Lạc Lạc đó. Tiết lao động học cái gì vậy? Học cách thắt dây dài. Bây giờ Lạc Lạc đã tự biết cách thắt dây dài rồi. Lạc Lạc giỏi quá. Sau này Lạc Lạc tự chăm sóc bản thân mình được rồi. Vậy sau này ông ngoại và mẹ Khai Phóng có thể không cần chăm sóc Lạc Lạc nữa. Không được đâu, con muốn mẹ chăm sóc thôi. Lạc Lạc, con ở chung với ba có được không? Không muốn, cuối tuần con với ba cùng đi chơi, còn những ngày thường con chỉ muốn ở cùng với mẹ và ông ngoại thôi. Hôm nay là thứ sáu rồi, vậy chút nữa kêu ba tới đón Lạc Lạc nha. Dạ được, dạ được, con có thể chơi với ba rồi. Sao có thể như vậy? Mấy ngày trước vẫn còn thấy cậu ấy vui vẻ mà. Cậu ấy sợ chúng ta lo lắng. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, phải để mọi người cùng đối mặt chứ. Cho nên kêu cậu tới đây, chúng ta bàn bạc thử coi. Em đã hỏi bác sĩ rồi, tình hình bây giờ phải tiến hành phẫu thuật lập tức để cắt bỏ khối u thì mới chẩn đoán xem có phải là ác tính hay không. Chỉ là vị trí khối u phức tạp, có làm phẫu thuật hay không đều có vấn đề hết. Ý của cô là tỷ lệ 50-50 sao? Không tới được 50-50, bởi vì tình hình bây giờ trên thực tế chỉ là xác nhận cuối cùng mà thôi. Chuyện này trong lòng chúng ta biết rõ rồi là được.
Lúc khuyên nhủ cô ấy, chúng ta không thể nói gì, phải lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất. Theo như Nhã Như nói thì khối u của cậu ấy nằm giữa khoang mũi và khoang sọ hả? Với lại rủi ro của phẫu thuật này rất lớn, một khi xảy ra vấn đề sẽ dẫn tới thần kinh trí lực có vấn đề, có phải không? Đúng, sẽ giảm trí nhớ. Khai Phóng rất đắn đo về việc phải phẫu thuật. Tôi cũng biết, là tôi cũng đắn đo, nhưng mà chuyện này tôi hiểu chuyện này, đây là thực tế và phải đợi lúc lấy khối u ra mới biết được kết quả. Vì vậy cuộc phẫu thuật nhất định phải làm sớm không trì hoãn. Vì vậy hai chúng ta suy nghĩ coi nói chuyện như thế nào. Ý của tôi là như vậy, chúng ta nhất định phải vui vẻ, đừng để cậu ấy có áp lực nào. Làm chuyện này càng nhỏ lại thì càng tốt, để cậu ấy đi làm phẫu thuật. Đừng nên có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào hết, được không? Cậu nhìn theo tôi mà làm nha, đừng có tới lúc đó mặt mũi ảm đạm rồi nói lung tung đó ha. Hiểu. Tôi muốn 3 mộ nhân 1 bia. Hơi lớn đó, 2 mộ 1 bia thì được. Không, 3 mộ nhân 1 bia. Có một người có thể sẽ chuyển vào, một người nữa qua một thời gian là chuyển vào rồi, và còn một người nữa sớm muộn cũng phải vào. Nếu đã mua rồi thì phải mua cho tới nơi. Được, nghe theo cô. Vậy ở trên hay là ở dưới cô chọn đi? Cái nào thì tốt hơn? Vậy ở dưới đi, có thể rẻ hơn chút. Dưới có nghĩa là đi xuống phía dưới đúng không? Đúng. Vậy không được, vậy không phải đi xuống 18 tầng địa ngục sao? Tôi muốn phía trên, ở gần thiên thần một chút. Được, cô đặt đi. Đây, cô coi thử. Phần mộ ở đây phong thủy cực kỳ tốt, đầy đủ ánh mặt trời. Ánh mặt trời? Đã chôn dưới đất rồi còn cần ánh sáng làm gì? Vậy thì cô không biết rồi. Mộ phần âm khí rất là nhiều, đủ ánh mặt trời rồi sẽ có thể giúp cho điều hòa âm khí. Nếu không thì sau thời gian dài có thể sẽ u uất. Cũng có lý. Cái nào là 3 mộ 1 bia vậy? Cái này đều có thể làm 3 mộ 1 bia. Tiền tôi trả trước rồi, nghi thức nhập quan bạn của tôi sẽ làm giúp tôi. Chú Chu à, đoạn ghi hình phi công của hãng hàng không Đại Lục đăng lên xong rồi hả? Em chú ý quan sát kỹ số liệu đó, có gì liên lạc với chị. Bye bye. Ủa, sao mới sáng sớm các cậu đã tới rồi? Nè, đã ăn cơm chưa? Mình đã làm mì, có muốn ăn không? Hả? Không cần ăn, ngồi xuống đi. Sao vậy? Chúng ta nói chuyện, ngồi. Hai cậu làm gì vậy? Mình không có vòng vo Tam Quốc nữa. Giờ Nhã Như đã nói chuyện của cậu cho mình nghe rồi, tụi mình biết hết rồi. Mình cảm thấy rất khó chịu. Khai Phóng, chúng ta là bạn bè, chuyện như vậy cậu nên nói với tụi mình chứ. Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, cùng nhau chia sẻ, có phải không? Mình biết là cậu lo lắng cho tụi mình, nhưng mà lúc này cậu nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn mới đúng. Hơn nữa vẫn còn chưa có kết luận mà, nói ra sớm một chút chúng ta cùng nhau giải quyết. Mình tắt lửa đã. Nếu như hai cậu biết hết rồi thì mình sẽ không giấu nữa. Vị trí của khối u không được tốt, mình sợ nếu trong lúc phẫu thuật xảy ra sự cố ngoài ý muốn, ba mình và Lạc Lạc phải nhờ hai cậu trông rồi. Mình thật phục cậu luôn. Chuyện có lớn gì lắm đâu, cậu cứ phóng đại lên vậy. Mấy phẫu thuật này giống dĩ đều có rủi ro, nhưng tỷ lệ rủi ro là một phần mấy trăm ngàn lần. Mình làm ngành y được 10 năm rồi, chuyện kiểu này á mình nghe nhiều lắm rồi, có cần vậy không? Không phải chuyện bé sẽ ra to sao? Cậu tự đi dọa bản thân còn giao Lạc Lạc cho tụi mình nữa. Cậu từng trúng số chưa? Chưa từng có phải không? Lần này cậu cũng không trúng được đâu. Cậu cứ yên tâm mà vui vẻ đi, đừng có tự hù mình vậy nữa có được không?
Cậu đuổi Tư Vấn Cừ đi có phải cũng là vì chuyện này không? Mình biết là ảnh rất đau lòng. Mình làm cũng có hơi tuyệt tình, nhưng mà mình hết cách rồi. Mình cũng muốn để bản thân mình ích kỷ một chút, để ảnh cùng mình đi qua những ngày tháng khó khăn này. Nhưng từ nhỏ tới lớn ảnh không có một gia đình hoàn chỉnh. Ảnh rất thiếu cảm giác an toàn. Ảnh tốt như vậy, ưu tú như vậy, lại biết yêu thương người khác. Mình hy vọng ảnh sẽ có được, có được hạnh phúc mà ảnh đáng có, không phải mình. Mình không muốn ảnh vì chuyện của mình mà chịu thêm đau khổ. Cho nên mình mong là hai người hứa với mình nhất định không được để cho anh biết chuyện này. Mình xin hai cậu, xin hai cậu đó. Nhưng cậu cũng phải nghe mình nói mấy câu. Đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu thôi. Cậu có cho ảnh cơ hội để ảnh nói với cậu cảm giác thật sự của ảnh không? Không chừng ảnh rất muốn cùng với cậu đối mặt, cùng cậu giải quyết, cùng cậu chia sẻ. Đây là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời ảnh. Mình cũng đồng tình với Tiêu Tinh, cậu phải tôn trọng người ta. Người ta có quyền được biết chứ. Chuyện này cậu phải nói với người ta, nói xong quyết định như thế nào là chuyện của người ta. Chính vì mình biết ảnh nhất định sẽ ở bên mình nên mình mới càng tuyệt tình. Thủ tục xét duyệt có phức tạp không? Phức tạp lắm, qua tầng tầng lớp lớp. Lúc đó em còn nghĩ giờ cũng sắp xong rồi. Em nghĩ là có lẽ là mấy ngày nay có thể sẽ xin được. Vậy em phải nghĩ cho kỹ. Sau này là nhân viên mặt đất rồi. Em đã nghĩ rất kỹ, nghĩ rất lâu rồi. Tới lúc 40 tuổi cũng phải có kế hoạch nghề nghiệp, chứ không thể bay trên trời cả đời được. Hậu cần cũng rất tốt mà, thời gian nghỉ ngơi làm việc điều độ. Hơn nữa cũng là môi trường mà mình quen thuộc. Nghiệp vụ, lưu trình đều biết hết. Và còn Khai Phóng nữa, người cậu ấy không yên tâm đó là Lạc Lạc. Em được điều về mặt đất, khi cậu ấy cần tới em, em có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Em có thể có nhiều thời gian chăm sóc Lạc Lạc, đúng không? Ừ. Bạn bè là như vậy mà, khi cậu ấy quay lại thì có thể nhìn thấy em. Trong lòng cậu ấy sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ cần em nghĩ kỹ rồi, em có làm gì anh cũng ủng hộ em. Cảm ơn anh. Thời gian qua nhờ nỗ lực của mọi người, Hãy Lên Tiếng của chúng ta mới phát sóng được bộ đầu tiên, đã trở thành chương trình tạo nên hiện tượng rồi. Tôi thật lòng cảm ơn mọi người đó. Nè, cả ly. Cả ly. Mọi người có biết không, buổi phỏng vấn của Bilan tiếp tục nóng lên, đã trở thành đề tài nóng trên mạng rồi đó. Chị à, tất cả tụi em cùng kính chị một ly. Tụi em rất khâm phục chị. Chị tay trắng lập nghiệp, dẫn dắt mọi người cùng nhau phấn đấu. Tụi em rất là khâm phục. Mọi người không giỏi ăn nói lắm, em thay mặt mọi người nói. Chị, em mời chị uống cạn ly nha mọi người. Không thể nói như vậy được. Không thể nói như vậy được. Thật ra tất cả mọi người ở đây mới là anh hùng thực sự đứng sau chương trình. Dù là về chế tác, hậu kỳ hay là phát triển hạng mục mới đều làm rất xuất sắc. Tôi phải đặc biệt cảm ơn Chu Chu và Thu Diêm. Hai người đã phối hợp hết sức ăn ý thì chương trình mới có thể thành công được. Mọi người mới là linh hồn của chương trình này đó. Chị khen em quá lời rồi. Thời gian vừa qua em dẫn dắt mọi người cùng làm chương trình. Em từng muốn bỏ cuộc, từng muốn chạy trốn. Mọi người kiên trì tới giờ không dễ dàng gì. Em cũng từng nghi ngờ năng lực của mình lắm. Con người đều bị bức ép hết. Nó chứng tỏ bản thân em có tiềm lực rất lớn đó, hiểu chưa? Tôi thấy hai người phối hợp thực sự rất hoàn hảo. Một người lên ý tưởng, sau đó thì chế tác, người còn lại kinh doanh và quản lý. Tôi thấy tôi có thể yên tâm giao chương trình cho mọi người rồi. Chị, không lẽ chị định làm nội trợ hả? Xin lỗi nha. Hôm nay ngoài đường kẹt xe quá, xin lỗi tôi tới trễ. Từ thôi. Lấy đường. Nè. Trời ơi, vui quá, chúc mừng cô Khai Phóng nha. Cảm ơn mọi người. Chúng ta lấy một cái nha. Kìa, coi ai tới nè. Cần đoán xem là ai. Con chào chị Tiêu Tinh. Chào con Lạc Lạc. Con nhớ gì không nè?
Dạ có. Dì mua cho con nhiều sách lắm, con có muốn coi không? Dạ có. Ngồi ăn. Mau vô đi. Lại đây. Dạ, ngồi đi. Nhiều đồ ăn ngon vậy con có thích không? Dạ thích. Ngoan vậy chúng ta quá. Đợi một chút, đợi mẹ con tới rồi chúng ta cùng ăn nha. Dạ. Ôi, ngoan quá. Đúng là bé ngoan. Mẹ uống nước trái cây trước đi con. Con còn gái một thích ghê nha. Biết nghe lời lại còn yên tĩnh. Ê chà, chú Nghiêm Nghiêm luôn muốn có một đứa con gái. Nếu như anh bắt giăng con mà là con gái, ngày nào chú cũng ở nhà, em cũng sẽ không ghét bỏ anh vì không ở nhà nữa. Bây giờ cũng chưa muộn mà. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh nhận Lạc Lạc làm con gái nuôi, không phải được ở bên nó rồi sao? Được không? Được. Y cha thiệt hả? Con có thích chú Nghiêm Nghiêm không? Dạ thích. Chà. Vậy con sẽ làm con gái nuôi của chú Nghiêm Nghiêm, chú làm ba nuôi của con có chịu không? Dạ được. Wow, thích thiệt nha. Tốt. Lạc Lạc, con còn một lựa chọn nữa. Ba Viên Lỗi đây bây giờ cũng đã từ đoàn phim quay về rồi. Chú cũng muốn làm ba của con. Còn có mẹ Tiêu Tinh nữa. Bây giờ mẹ Tiêu Tinh của con không còn bay trên trời nữa, mà mẹ làm việc dưới đất. Hằng ngày thời gian đi làm ca đều rất đúng giờ, lúc nào cũng có thể đón con từ trường mẫu giáo. Con mà muốn đi chơi lúc nào á, mẹ cũng có thể chơi với con. Còn có cả chị Xuân Nê cũng có thể chơi với con. Con sẽ lựa chọn dì Tiêu Tinh làm mẹ, chú Viên Lỗi làm ba có được không nè? Dạ. Lạc Lạc à, con đừng có trả lời gì ấy. Con nghe bà Nghiêm Nghiêm tự giới thiệu trước nha. Bà Nghiêm Nghiêm nha, đang lập nghiệp lần thứ hai, sau này sẽ có rất nhiều tiền. Một khi ba có nhiều tiền rồi hả, con muốn cái gì bà Nghiêm Nghiêm cũng có thể mua cho con hết luôn đó. Quan niệm cái kiểu gì vậy? Sau này gia tài của bà Nghiêm Nghiêm con cũng có thể tùy ý chia phần. Con chia trước, anh Bác Giang mới được chia sau, có được không? Chịu không con? Dạ. Tốt rồi, vậy rốt cuộc con chọn ba Nghiêm Nghiêm này hay là con chọn ba Viên Lỗi đây? Chọn hết. Trời. Cục cưng ngoan quá. Đúng là một đứa trẻ thông minh. Vậy cứ như vậy đi, 2, 4, 6 nhà các cậu, 3, 5, 7 nhà tụi mình, chủ nhật thì để Lạc Lạc chọn. Được. Không tranh giành nữa. Sau này có đau đầu nhức óc gì hả, cứ để cho em lo. Vậy mà kinh tế nó có vấn đề gì thì nói với ba. Có người bắt nạt con cứ nói với ba nha. Ba dạy con tập võ, rèn luyện cơ bắp, có được không? Dạ. Vậy là quyết định vui vẻ nha. Mọi người cứ về nhà đi, lát nữa để cô giúp việc tới dọn dẹp. Tạm biệt, ngày mai gặp lại. Tôi cũng đi trước nha. Hoàng giám đốc Cao. Tôi có mấy chuyện muốn nói với cô. Khách sáo làm gì, cô nói đi. Tôi biết rồi, có phải muốn nghỉ ngơi không? Không thành vấn đề, chương trình tốt như vậy cô nên nghỉ ngơi thoải mái. Nghỉ ngơi xong rồi, mùa thứ hai chúng ta sẽ làm tốt, thu hút đầu tư. Tôi muốn nói là tôi muốn xin nghỉ. Tôi có nghe lầm không vậy? Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Đây là lựa chọn vô cùng thận trọng của tôi. Không thể nào, tôi không đồng ý. Cô đã từng nghĩ chưa vậy? Nếu như cô đi rồi, đối với giá trị thương hiệu chương trình, tinh thần đoàn kết của toàn đội sẽ là đòn chí mạng đó. Giám đốc à, cô nghe tôi nói đã. Không cần đâu, không cần đâu. Không còn sớm nữa, tôi khuyên cô hãy bình tĩnh lại. Cô suy nghĩ cho kỹ đi, được không? Giám đốc. Rồi, tới liền, đừng có gõ cửa, đừng gõ cửa nữa. Tới liền. Có phải mẹ con tới rồi không? Để coi. Chào cậu. Sao mà nói mẹ con tới rồi? Mẹ. Cục cưng. Đợi có mình cậu thôi đó. Lúc nãy tụi mình đã vui vẻ quyết định rồi. Hả? Giờ mình là ba nuôi số 1 của Lạc Lạc, Viên Lỗi là ba nuôi số 2, Tiêu Tinh là mẹ nuôi số 1, Nhã Như là mẹ nuôi số 2. Đừng, cậu đừng có nghĩ lung tung ha. Không có ý gì khác hết, mình chỉ là giữ cân bằng về mặt thể diện thôi, để mọi người đều thoải mái ha. Mỗi nhà một số 1, được không? Dạ được. Rồi chúng ta ăn cơm. Ăn đi. Con muốn ăn gì nè? Pizza. Mình đi rửa tay cái đã. Ăn pizza hả? Nè, đáng yêu quá. Con ngon không hả con gái? Ăn pizza. Chúng ta ăn pizza. Con ăn nhiều chút nha. Muốn ăn gì nữa nè? Có ngon không? Dạ ngon. Nè, ăn đi con. Ba, ba ra ngoài chơi sao?
đi theo chú Tiêu của con nha. Chú ấy nhiều kinh nghiệm lắm, cứ theo chú ấy là được rồi. Với lại còn nữa, cái gì cần xài thì bà cứ xài đi, không cần tiết kiệm đâu nha. Điện thoại, bóp tiền, chứng minh thư gì đó bà cất cho kỹ. À đúng rồi, cái điện thoại của ba, con đã cài cho ba mấy phím tắt. Bấm số 1 là Nghiêm Nghiêm, số 2 là Tiêu Tinh. Có bất cứ chuyện gì thì cứ liên lạc thẳng với họ. Ai, được rồi, ba có phải là con đâu. À, người chăm sóc người khác giỏi nhất chính là ba con. Ba, ba ra ngoài chơi phải tận hưởng là chính đó. Ê, ba đó đừng bố trí thời gian căng quá và mệt quá. Với lại con dặn nè, có rảnh thì rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe, tương lai có thể sống lâu trăm tuổi. Trời ơi, sức khỏe của ba vẫn còn khỏe mạnh lắm con à. Ha, đừng có lo lung tung. Rồi ba đi đây, con ở đường tiếng nữa. Ba, còn chuyện gì nữa? Ba đi chơi thì lo tập trung chơi, đừng nghĩ tới con và Lạc Lạc ha. Với lại ba, trước đây con toàn làm ba giận, ba đừng có giận con nha. Trời ơi, đứa con gái ngốc này sao lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy chứ hả con? Có phải công việc con trục trặc gì không? Dạ, có lẽ là gần đây công việc hơi áp lực một chút. Xong hết đợt này là không sao nữa. Công việc thì không bao giờ hết đâu. Con phải chú ý nghỉ ngơi, còn Lạc Lạc nữa kìa, sức khỏe quan trọng nhất. Rồi, ba đi đây. Ba đi thông thả. Có thể chúng ta chưa từng nghĩ, giây phút mới rời đi rốt cuộc chỉ là tạm thời, hay là sẽ chia xa mãi mãi. Chỉ khi ta cảm nhận thấy sự yếu đuối của sinh mệnh, thì cứ mỗi lần quay người bước đi, ta mới biết tạm biệt nghiêm túc. Tuần sau, nhẹ tay thôi. Có mệt mà nhẹ thì không cảm nhận được. Sao cậu lại làm phẫu thuật sớm hơn vậy? Tại chủ nhiệm khoa Triệu, mấy bữa nữa có khi phải ra nước ngoài, với lại đi trong một thời gian dài không thể về liền được, cho nên mình đành phẫu thuật trong ngày mai luôn. Hay là để mình đi nói với bác sĩ ha? Trời ơi, không cần đâu, tôi đã ký tên rồi. À, trên thư ủy thác của tôi có viết tên cậu đó. Nếu mà lỡ như phẫu thuật có vấn đề gì, cậu cứ giúp tôi ký tên là được. Yên tâm đi, vị chủ nhiệm Triệu đó tay nghề cũng tốt lắm. Thả lỏng đi. Không sao đâu, phẫu thuật sớm ngày nào, sớm yên tâm ngày đó, mình cũng không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Không cần phải nơm nớp lo sợ, giống vậy không có sao mà. Sẽ không có chuyện gì hết đúng không? Cứ bình thường thôi. Làm gì vậy? Chỉ là rất nhớ ba và Lạc Lạc. Trời ơi, thiệt là. Được rồi. Mấy ngày nữa là gặp được họ rồi hả? Đừng có suốt ngày hù mình, không có tốt cho tâm lý đâu. Có chuyện gì to tát đâu, cậu coi cậu kìa. Đừng có nghĩ bậy, mới khen cậu xong. Cho cậu biết, tâm trạng tốt thì phẫu thuật sẽ thành công. Tâm trạng rất quan trọng, tâm trạng quyết định tất cả, cậu biết không? Không khóc nữa. Ngoan đi, không khóc nữa, không khóc nữa. Mình chỉ thấy đói thôi, không sao. Ráng nhịn, mai là được ăn rồi. Cậu ấy phải nhịn mấy ngày đó. Sau đó mình sẽ cho cậu ăn. Hai người cũng mau về đi, mình cũng phải đi ngủ rồi. Nè, đừng đuổi tụi mình đi, tụi mình sẽ ở lại đây với cậu. Đúng đó, lúc này mà đi là thiếu nghĩa khí lắm. Đi rồi cậu lại suy nghĩ bậy bạ, nghĩ thì cũng nghĩ đi. Đừng có mơ. Hôm nay chắc chắn là phải ngủ chung rồi. Hay là chúng ta nói về những chuyện xảy ra những năm qua đi. Ôi trời đất ơi, cậu nhiều chuyện quá.
nhắm mắt lại, nhanh lên, ngủ đi. Ngủ hết đi, mình cũng buồn ngủ rồi. Mau, nhắm mắt lại, ngủ đi. Mình ngủ thôi. Ngủ thôi. Nhắm mắt lại. Lúc con người đối mặt với sinh tử, rất hay suy nghĩ du dơ, cũng sẽ ngẫm lại cuộc đời. Nếu như mình có cơ hội được sống sót, mình sẽ đi làm điều bản thân mình muốn làm nhất. Dũng cảm tiến lên, không chút do dự. Xác nhận lại tên họ của bệnh nhân. Trần Khai Phóng. 9 giờ chúng ta sẽ phẫu thuật, cô thấy chỗ nào không ổn thì cứ báo cho chúng tôi. Được. Nào. Y tá, không sao, không cần, cô ấy tự làm được mà. Nè, lên giường. Không sao đâu, ngủ một giấc thức dậy là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hành lý của anh, vừa lấy hành lý kìa. Tiêm thuốc mê vào sẽ rất dễ chịu, chỉ một chút rồi ngủ thôi. Cậu tính lại, mọi chuyện sẽ ổn. Làm gì vậy? Cậu định làm gì? Hả? Nè làm gì vậy? Mình không yên tâm về Lạc Lạc. Không sao, đã nói với cậu rồi, không có chuyện gì hết. Được rồi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa ha. Thả lỏng đi. Được rồi, nằm xuống đi, rồi vào trong. Nằm xuống đi. Được rồi, nè. Ngoan đi, không sao đâu mà. Rồi, được rồi, ngủ một giấc. Một chút nữa là ra. Mạnh mẽ lên ha. Chút nữa gặp. Hả? Tạm biệt, chút nữa ngoan ha. Ngủ một giấc ngon, giấc giả rồi. Cảm ơn. Giờ mới vào, đừng có sốt ruột, không sao. Cũng tại tôi hết, thông báo cho anh trễ quá ha? Không sao. Em biết là anh nhất định sẽ tới mà. Lúc nãy em nói với bác sĩ là em nhất định phải ra ngoài, em phải gặp một người rất quan trọng với em. Em có biết không, sau khi anh nhận được tin, anh không hết. Không sao đâu.